Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Blockstar Insight, trong là bài hướng dẫn về JavaScript. Mình là Việt và bài hôm nay chúng ta tiếp tục xây dựng cái tool demo cho Oracle. Thì ở bài hôm trước chúng ta đã xử lý một cái số phần phần nhỏ về cái phần xử lý dữ liệu người dùng nhập vào. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần đấy, và thứ hai nữa là tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai cái class là statement và reason set để chúng ta xử lý về cơ sở dữ liệu, không chỉ là Oracle mà tất cả các hệ cơ sở dữ liệu khác cũng thế. Thì hôm nay là đấy là nội dung của bài hôm nay. Thì tiếp theo chúng ta sẽ ở chỗ này chúng ta sẽ copy tương tự những cái này cho cái thằng những cái thằng tiếp theo, những cái thằng port rồi service rồi user, nói chung là tất cả những cái thằng đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng thay thế vào những cái này, ở đây sẽ là port. Port. Chỗ này là ST service. TS service. TF user. STR username. Username. Và thằng cuối cùng là TF password. Password, và đây là password. Thì như thế là chúng ta đã xong cái phần xử lý empty cho những cái thằng trường, những cái trường này. Tiếp đến là với cái thằng IP address thì chúng ta cần phải kiểm tra nó có đúng chuẩn của IP address không. Thì ở đây tôi đã sử dụng một cái class mà tôi đã viết từ trước, tức là class tôi gọi là validation. Thì cái này nó sẽ cho phép chúng ta xử lý một cái phương thức gọi là phương thức EIP address trả về boolean. Thì cái này tham số truyền vào nó một cái string, một cái address. Thì cái này chúng ta sẽ check và nó trả về đúng, trả về true nếu nó là một cái IP address, còn nếu mà không thì trả về false. Thì đấy là tất cả những cái gì mà tôi đã làm. Thì cái này các bạn nếu muốn thì các bạn có thể tham khảo trong project. Còn ở đây tôi không giải thích về cái này thì vì nó chỉ là chia nhỏ ra thành các string rồi xong rồi kiểm tra nó có phải số hay không thì các bạn cái đấy các bạn tự đọc. Thì cách chúng ta sử dụng ở đây là như sau. Nếu mà chỗ này if tôi đã cho nó vào đây nha, class package service nha, if validation 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 như này chấm is IP address cho IP address này thì như này. Thì nếu mà nó không phải IP address thì chúng ta sẽ trả về, nó sẽ thoát khỏi. Chỗ này chúng ta sẽ phải 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 xây dựng một cái hàm để thông báo cho nó ở chỗ này để thực hiện cái việc là thông báo cho người dùng nó là một cái sai. Tiếp đến chỗ này cũng tương tự như thế, chúng ta phải check cái port này nó có phải một số nguyên hay không. Thì bây giờ chúng ta đơn giản nhất là chúng ta viết một cái hàm int một cái đoạn lệnh int port bằng -1, thì chúng ta sẽ phải port này sẽ bằng với lại integer chấm parseString. Pass in bằng một cái string như này. Thì chỗ này thì nếu trong trường hợp nó không phải là một cái sâu à một cái dạng số thì nó sẽ báo một cái lỗi gọi là number format of exception. Thì đấy chính là cái catch catch như này, number format exception như này. Thì e đây thì chỗ này chúng ta cũng cần phải thông báo lỗi cho nó, và đồng thời trong này chúng ta cũng phải kiểm tra nếu nó chuyển thành công, nhưng nếu mà cái port này mà âm, port mà nhỏ hơn không ấy thì chúng ta cũng phải thông báo cho nó. Thì đấy là tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải xử lý, tức là chỗ này chúng ta cần phải xử lý cho nó validation. Thì ở đây chỗ này chúng ta cần phải phải xử lý những cái thông báo là sai định dạng cho người dùng. Thì như thế chúng ta sẽ có tất cả là ba cái chỗ cần, và như thế chúng ta nên viết một cái hàm riêng ra giống như là những cái hàm check empty này. Thì đây chính là cái private private void display wrong format, ví dụ như này. Ở đây chúng ta cần một cái tham số, gọi là tham số fill string, string như này fill. Và tương tự những thằng này thì chúng ta sẽ cần những cái này,
chúng ta cũng cần cái thằng này vào để chúng ta focus vào cái thằng đấy. Về như này thì đây chính là những cái mà chúng ta cần, string fill fill. Thì khi mà nó kiểm tra sai, tức là khi những cái thằng này nó không phải là IP address thì cần phải thông báo ra. V vào đây, T user TF address, đúng không? Tiếp đến là chỗ port này cũng thế, tức là nó nhỏ không thì cũng sai định dạng. TF port, ST port, ST address, xong. Chỗ này cũng thế, tương tự như cái này. Thì chúng ta cần phải làm những cái việc như vậy. Ở dưới này chúng ta chỉnh lại một tí do cái display này. Thì ở đây cái fill này, fill is wrong format. Đây chúng ta chỉnh lại wrong format. Tương tự như những cái thằng kia thì chúng ta cũng phải có một cái lệnh return ở ngay sau những cái chỗ này, display này. Return return và return ở đây như thế. Thì đã xong. Bây giờ sau khi chúng ta ở đây chúng ta xong phần check thì ở chỗ này chúng ta cần phải do something ở đây. Do something ở đây nghĩa là gì? Đấy là khi mà chúng ta có cái này ấn connect để mở sang bên này. Sau khi mở sang bên này thì chúng ta ấn cái nút lệnh connect thì nó sẽ phải quay về cái mainframe này. Thì bây giờ chúng ta chỗ này chúng ta cần phải làm cái gì? Thì đầu tiên đấy là cái việc mà chúng ta cần phải làm, đấy là chuyển dữ liệu từ bên này sang bên này. Tức là làm nào để chúng ta mở cái này ra và loading table lên cái list này. Thì cái cách mà dễ nhất đấy là chúng ta sẽ thêm vào chính cái này một cái main frame, tức là hai cái frame nó ràng buộc lẫn nhau. Đơn giản nhất, main frame. Tất nhiên theo design button thì nó sẽ có nhiều cách để chúng ta thiết kế, nhưng ở đây tôi chỉ muốn dừng lại cái việc quan hệ giữa hai cái frame này cho các bạn dễ hiểu thôi. Private như này, private main frame. Xong rồi chúng ta sẽ phải thêm cái thằng getter vào cho nó. Insert code main frame đây, generate. Ví dụ như này. Thì cái hàm khởi tạo, hàm connection này chúng ta cũng sẽ viết theo cái kiểu là, đây chúng ta sẽ thêm tham số vào cho nó. Thêm cái này là main frame. Như này. Và chỗ này chúng ta sẽ set cho nó là main frame this chấm chấm main frame bằng main frame như này. Chấm phẩy. Thì ở dưới này, chúng ta sẽ ở chỗ đoạn này chúng ta sẽ viết cái lệnh là get main frame và chấm load table. Cái phương thức này chúng ta chưa viết nhưng mà tóm lại mục đích của nó là như thế. Và sau khi chúng ta connect xong, connect xong thì ở phía bên này, thì ở chỗ này new connection đây nó sẽ báo lỗi thì chúng ta phải this. This đây chính là cái main frame mà chúng ta cần, thì nó sẽ truyền thẳng của cái main frame này vào. Và chúng ta cần phải làm gì thêm, đấy là chúng ta phải viết cái phương thức này, tức là loading table. Đâu rồi? Đây. Chúng ta phải create một cái phương thức như này. Thì ở bên này đây là void thì chúng ta sẽ viết là public này, public void load table. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ phải làm cái việc đấy là chúng ta lựa hiển thị lên những cái danh sách table ở đây. Thì quay trở về với Oracle một tí thì ví dụ như chúng ta có show user, thì ví dụ connect hr thì lúc này để lựa chọn ra cái đống table của nó, user table, thì chúng ta chỉ cần gõ là select table name from user table. Thì các bạn chúng ta có cái câu lệnh này thì lúc này nó sẽ hiển thị ra cái danh sách table của cái thằng user hr. Đây các bạn sẽ thấy là select, cơ câu lệnh chúng ta cần nữa, select table name from user table, thì đây là cái câu lệnh chúng ta cần trong Oracle. Thì chỗ này ở đây chúng ta cần phải làm cái gì? Đây chúng ta cần connect đến Oracle và load toàn bộ cái dữ liệu đấy lên cái này, lên cái thằng combo box này. Thì đấy là nội dung của cái bước tiếp theo. Thì ở trong cái phương thức này chúng ta cần làm cái việc gì, đấy là chúng ta cần phải tạo connection như này, con connect.
sẽ bằng cái gì. Thì để connect thì chúng ta cần phải sử dụng cái connection ở trong cái thằng này. Đây là connection, đây chúng ta có hàm get con đây rồi. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Đây chúng ta khai báo cái thằng thằng này, nó là như một cái variable, một cái attribute của thằng này. Paste như này. Và connection database connection đây. Chấm phẩy. Như này. Chưa được dùng connection vậy. Lên trên này chúng ta sử dụng cái biến này. Thì đây chính là cái connection mà chúng ta đã tạo ra. Thì chúng ta bỏ thêm hai cái phương thức là phương thức getter, setter cho nó, insert code. Thì như này. Thì lúc này quay sang bên cái frame này thì chúng ta sẽ có là get connection frame chấm get database get connection chấm get con. Như này thì chúng ta sẽ có được cái connection của nó. Insert tương tự như thế. Thì sau khi có cái này thì chúng ta sẽ khai báo một cái statement. Statement chính là một cái lệnh mà chúng ta, một cái thằng để chúng ta thực hiện, thực thi cái lệnh đấy. Và cái lệnh mà chúng ta cần đấy là create statement như này. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới. Insert vào. Thì sau khi có cái này thì chúng ta cần ở đây là cái gì? Đấy là một cái string. Một string. Chúng ta cần một cái thằng string mà để chúng ta truyền vào cho khi chúng ta thực hiện cái lệnh. Thì chúng ta sẽ viết như sau, string string này, string ví dụ như là select chẳng hạn bằng, hoặc là query đi. Query bằng select use như câu lệnh lúc nãy tôi đã show cho các bạn, table name from user table như này. Thì tiếp đến chúng ta sẽ tạo một đối tượng thứ hai là reason set. Reason set reason bằng, hoặc RS cho nó gọn, RS bằng statement, chỗ này quên mất ST vậy, STT vậy, STT chấm. Thì câu lệnh là câu lệnh execute thì chúng ta chỉ cần như này, query enter chấm phẩy. Thì đấy là về cái xong cái phần khởi tạo lệnh cho cái thằng này. Thì ở đây nó sẽ báo đỏ là bởi vì chúng ta chưa try catch cho những cái cấu trúc này, thì chúng ta cần phải try catch. Eo, tôi muốn try catch cơ. Ở đây try catch như này. Catch cái này ở cuối. Thì hôm nay cái RS ở đây chính là cái dữ liệu mà chúng ta cần. Thì while while RS chấm has next như này thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu của nó. Ví dụ như ở đây là chúng ta có, chúng ta trước hết là chúng ta phải khai báo một cái, các bạn còn nhớ, chắc các bạn còn nhớ liên quan đến thằng combo box này thì nó có một cái model. Thì chúng ta sử dụng cái model chúng ta load dữ liệu vào cho cái thằng này. Thì khi này chúng ta cần khai báo một cái model tương ứng cho cái thằng combo box đấy. Thì để khai báo là chúng ta dùng default combo box model như này, model bằng default combo box model new như này. Rất đơn giản. Thì trong này chúng ta làm gì? Model chấm add element rs chấm get string. Get string, string này string 1 column đầu tiên. Thế là xong. Thì quay trở về cái này thì CB, chả biết CB gì. Thằng này là code CB table. CB table như này. Chấm set model là chính cái model đấy. Thì đấy là xong. Thì sau khi thoát ra, sau khi thoát ra chỗ này thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là rs.close stt.close đúng không? Như này. Thì đấy là xong. Thế là xong cái phần phần code. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc tiếp theo, đấy là chạy thử. Đây chúng ta sẽ có cái như này, chúng ta connect gõ lệnh vào đây 10.0.2.15 1 5
21 service là orcl.hr.hr, ấn lệnh connect. Connect thì lúc này các bạn sẽ thấy đây là cái table nó load vào đây. Như vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ cho cái bài tutorial này. Thì bài sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo các bạn về làm thế nào chúng ta tạo ra các cái gtable. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo.